thu hoạch xà lách hôm nay. Xà lách loại này xà lách nhỏ thôi, nó lèo thơm quá, quá trình thơm. Với xà lách tự cắt hết. Bây giờ mới đi cắt tía tô kinh giới vô cuốn cá chiên. Cuốn xà lách với tía tô kinh giới nó lên lại. This is what we have so far. Next, we're gonna do the mint. And green. Yeah, thơm lắm luôn. Okay. Today we got a full bucket of three vegetables. There's salad, mint, and we're using some of the vegetables that we harvested today to make these Vietnamese rolls. And there's even fish and shrimp. Xin chào các bạn thân mến. We're also having it with fish sauce. Thank you for watching. Bye.